Da khô và mụn ẩn với những sản phẩm siêu bình dân nè. Đầu tiên luôn luôn là phải tẩy trang nhá. Với da khô thì tẩy trang bao đổi mang màu hồng luôn là chân ái rồi các bác ơi. Tiếp theo mình sẽ dùng sữa rửa mặt đều chủ Zena dưỡng ẩm. Rửa xong da không hề khô căng kinh kít mà vẫn làm sạch sâu nè. Và một thứ không thể thiếu dành cho da khô đó chính là em toner dưỡng ẩm siêu đỉnh này. Lọ này chưa đến 2 lít mà dưỡng ẩm cấp nước đỉnh lắm luôn. Các bác nhớ chọn chai màu trắng và có hình giọt nước nha. Sau bước toner thì mọi người có thể dùng đến serum AHA. Lọ này sẽ giúp đẩy mụn ẩn, làm sạch thông thoáng lỗ chân lông để không bị mụn ẩn nữa nè. Nếu ai mở da căng bóng ngậm nước ấy, thì có thể dùng thêm B5 của The Ordinary nhá. Em này có thành phần AHA giúp cấp nước siêu đỉnh và nhất là da khô thì dùng cái này mướt mát cực kỳ luôn. Và cuối cùng không được quên dưỡng ẩm nhá. Mình chọn dưỡng ẩm của The Ordinary, cái này dạng kem dưỡng ẩm tốt, lành tính mà lại còn rẻ nữa. Các bác da khô đừng bỏ qua em này nha, đỉnh chóp luôn ý. Mình đã dùng để trị mụn ẩn vùng đầu đen. Hôm nay Linda sẽ chia sẻ với mọi người vài bí quyết trị mụn nha. Bước đầu tiên là làm sạch da mặt. Hiện giờ Linda đang sử dụng máy Luna 3 của Foreo Thụy Điển. Máy này rất tiện vì là có thể điều chỉnh chế độ massage qua app với công nghệ rung sóng âm Tisonic giúp làm sạch sâu da và ngăn ngừa mụn. Mình thường hay rửa kỹ hơn ở vùng chữ T để loại bỏ mụn cám và sợ bã nhờn. Từ khi Linda sử dụng máy này, da mặt của Linda căng và mịn hẳn. Các bạn nên cẩn thận, nếu mua nhầm hàng fake thì sẽ bị hỏng da nha. Rửa mặt xong thì mình sẽ sử dụng mặt nạ nghệ của Kiehl's và bôi toner cho serum hấp thụ tốt hơn, và mình sẽ sử dụng tẩy da chết của Paula's Choice. Sau đó thì mình sẽ bôi serum trị thâm mụn, rồi bôi kem trị mụn cùng 1.5 salicylic acid, rồi thì khóa ẩm bằng kem dưỡng. Và một bước không thể bỏ qua là kem chống nắng. Vậy là xong skincare trị mụn rồi, cảm ơn mọi người đã xem. 4 bước trong quy trình chăm sóc da dầu, mụn, lỗ chân lông to rất hiệu quả à nha. Đây là gel rửa mặt của Son Baby dòng Super Matcha. Vì chứ mà da dầu là không thể nào thiếu bước làm sạch này đâu nha. Vì chiết xuất chính là từ trà xanh chọn lọc nên sẽ loại bỏ được bụi bẩn, kiểm soát lượng dầu tiết ra và còn kháng khuẩn nữa. Rửa xong là thấy da mặt thông thoáng sạch sẽ liền. Tiếp theo mình sẽ dùng mask đất sét cũng của nhà Son Baby luôn. Bụi bẩn và dầu thừa sẽ được lấy đi nè. Em còn giúp làm dịu da và giảm sưng nữa. À mà nó cũng giúp đẩy mụn dưới da và làm khô cồi mụn nữa. Nói chung Vi thích em này lắm. Mấy cái mụn đầu đen trên mũi và cằm của Vi cũng đỡ xuất hiện nè. Kế tiếp Vi sẽ dùng toner. Đây là một toner lý tưởng cho bạn nào mới làm quen với thành phần BHA. Thật sự là em này rất là dịu nhẹ, ngoài khả năng làm sạch tốt còn giúp cấp ẩm và hỗ trợ xe khít lỗ chân lông nữa nè. Cuối cùng là bước serum, chất của em nó chỉ đặc hơn nước một xíu thôi cho nên rất là dễ thấm, thành phần cũng tương tự như mấy em trước. Nói chung cảm giác rồi trên da rất là đã, da rất là mịn màng mát mát mà không bị nhờn rít. Hello mọi người, đây là routine mờ thâm sáng ra buổi sáng. Hãy nhớ rửa tay trước khi rửa mặt, và đầu tiên chúng ta sẽ có rửa mặt Rochefosay. Nếu như bạn nào sợ quá mạnh thì hãy lựa một loại nhẹ hơn như là low pH Good Morning Gel của COSRX. Loại sữa rửa mặt này thì hợp cho da dầu và hỗn hợp thiên dầu. Buổi sáng thì mặt bạn không quá bẩn mà thực ra chỉ có dầu thừa và mỹ phẩm đọng lại qua đêm mà thôi, nên là mọi người có thể sử dụng tay hoặc là nếu mà muốn có thể sử dụng máy ở cường độ nhẹ như mình cũng được. Sau đó chúng ta sẽ rửa lại mặt với khoảng 5 đến 10 lần với nước. Và sản phẩm đầu tiên đó là toner I'm From Rice. Toner này như mình đã nói rất nhiều lần là có chiết xuất gạo và niacinamide giúp bạn dưỡng sáng một ít nhẹ, và cộng thêm đó là kiềm dầu. Hãy lắc đều, đổ ra tay và vỗ nhẹ lên mặt, vậy là xong. Tiếp theo chúng ta có vitamin C 15% của The Inkelis. Những bạn mới cũng có thể sử dụng vitamin C này bởi vì nó không hề nóng hay châm chích. Việc sử dụng vitamin C vào buổi sáng không những giúp bạn làm sáng da mà còn giúp bạn tăng hiệu quả chống nắng khi kết hợp với kem chống nắng, vậy nên đừng bao giờ bỏ qua bước này nếu như bạn muốn trị thâm và sáng da. Vitamin C này của The Inkelis thì thấm rất là nhanh nên bạn không cần phải lo chờ đợi quá lâu trong một buổi sáng. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng gel dưỡng Invisible Finish Gel. Bạn nào da dầu hay là hỗn hợp thiên dầu thì hãy sắm ngay một em này, đảm bảo bạn sẽ không thất vọng. Dưỡng ẩm cho da vào ban ngày là cực kỳ quan trọng bởi vì nếu như da bạn thiếu ẩm thì nó sẽ tiết nhiều dầu hơn bình thường. Kem dưỡng này thì có niacinamide và AHA, vậy là quá đủ cho da dầu và hỗn hợp thiên dầu vào buổi sáng rồi, không cần quá nhiều. Và cuối cùng, có sáng da được hay không, trị thâm được hay không, tất cả phụ thuộc vào bạn có chống nắng hay không. Loại mình dùng là Super Light Daily Wrinkle SPF 30 của Paula's Choice. Có không ra nắng thì bạn cũng vẫn phải bôi kem chống nắng. Và nếu như bạn nào bị mụn thì chắc chắn là nên thử kem chống nắng này bởi vì nó cực kỳ lành tính và nhẹ nhàng. Ngoài ra thì khả năng kiềm dầu của nó phải nói là cực đỉnh. Let me hear that boy. Let me wear that boy. Let me get the most expensive car and let me stare that boy. Real big pretty city, shut down every city. If you want the kid, kitty, gotta get the kid for me. I don't know everything, plus pay the rent for me. If we in the wilderness, niggas pitch a tent for me. Tent for me, tent for me, get me body. Long hair, no makeup, doing Pilates. Long as niggas don't stop on my dance and not it. All them pictures is my sons, but who's the daddy? I graduate with... Hello?
Là Bim đây. Hôm nay mọi người thế nào? Có vui không? Hôm trước có một bạn comment bảo là vì sao chai sữa mặt Cetaphil này lại không có tảo bọt. Thực ra là nó có tảo bọt đấy mọi người, nhưng mà tảo bọt không có được nhiều đâu, rất là ít luôn ấy. Vì sữa mặt này có thể dùng an toàn cho cả mọi loại da, nhất là da nhạy cảm nữa mà. Không xà phòng, không hưng liều luôn. Mình cũng không biết là đã xài bao nhiêu chai luôn rồi ấy. Mà cứ hay đi làm liều trình xong, da đỏ và nhạy cảm, hoặc là vào những ngày trời se lạnh như thế này nè, thì mình luôn phải mua sắn một chai để ở trong nhà. À mà nhắc mới nhớ, Cetaphil có chai lotion này cũng hay lắm nè mọi người ơi. Em nói là kem dưỡng ẩm dành cho mọi loại da, có thể dùng cho cả mặt và cho cả body luôn ấy. Về khả năng dưỡng ẩm thì mình thấy gần như là tức thì luôn. Sau khi thoa lên da thì kem thấm và để lại một lớp màng khá là ẩm. Đối với những đứa da dầu như mình á, thì chỉ cần thoa một lớp mỏng là đã thấy rất là êm rồi. Còn với những bạn nào thuộc tiếp da thường hoặc da khô thì cứ thoải mái nha. Sắp tới 11 tháng 11 hai em này được sale rất là nhiều, mọi người nhớ tranh thủ nha.